Pin nguồn.vn xin chào, đây là dòng pin CMOS với mã sản phẩm là Maxell ML2032. Viên pin này với thành phần là lithium mangan dioxide và là pin sạc, resạc triple battery. Viên pin với điện tích định danh là 3V và dòng dung lượng là 65mAh. Kích thước của viên pin là đường kính khoảng 20mm và độ dày khoảng 3.2mm. Đã được nhà máy đính sẵn chân thép để hàn vào bo mạch. Viên pin chính hãng thì lúc nào cũng có dán tem bảo hành chống giả của Tràng An, và lưu ý công ty Tràng An không mở bất kỳ chi nhánh nào, chỉ giao hàng trực tiếp đến khách hàng trên toàn quốc. Mua hàng tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc tính phí, gọi qua số 0909 911 096 hoặc 0903 352 340. Xem thêm trên website pinnuôi nguồn.vn, pinnuôi nguồn.com hoặc pin1165trầnhưngđạo.com. Xin cảm ơn.